Hôm nay mình sẽ chia sẻ món canh gà nấu với lấm nhá. Nguyên liệu mình chuẩn bị đây này là lấm này, đây là lấm hương mình ngâm lở lên như này rồi, và tí mình rửa sạch lại và cắt hết cái tai đi, thì cuống lấm đi, một ít gừng, một ít tỏi và nửa củ cà rốt để mình làm món canh gà này với một cái đùi gà như thế này. Trước tiên cái phần đùi gà nhé, thì các bạn mình thích ăn để xương cả đùi nó riêng với nhau, và trước khi nọc cái phần xương ra riêng, phần đùi ra riêng này thì mình đã rửa sạch gà rồi với muối loãng rồi, nước muối loãng rồi. Bây giờ mình tách cái phần xương ra, phần thịt riêng ra. Có thể cho xương vào các bạn ninh trước nhé. Bây giờ mình sẽ cho cái phần xương gà này vào nhé, mình ninh trước để lấy cái nước ngọt. Các bạn cho mình vài lát gừng vào và một chút muối vào, chúng ta ninh trước cho nó ngọt nước nhé, khoảng 1 lít nước cho vào đây, và nửa thìa cà phê muối trắng nữa. Và phần thịt gà thì mình đã lọc xong như này rồi, thì các bạn thái miếng vừa ăn nhé. Rồi sau đó mình sẽ ướp gia vị. Canh gà này đơn giản lắm ạ, để nhiều khi chúng ta biết nấu gì từ món gà này thì chúng ta có thể làm nồi canh gà vừa mát vừa ngon, có thể ăn với bún cũng được, ăn với phở cũng được, và ăn với cơm cũng được. Ướp gia vị xong mình sẽ xào với gừng tỏi cho nó ngấm gia vị. Băm gừng không dùng nhiều cho nên mình băm thật nhỏ gừng nhé, để nó dễ ngấm vào gà cho nó thơm gà. Còn tỏi thì đập sập xong phi thơm lên để xào gà. Gà thì các bạn ướp cho mình hạt lêm, muối, một chút dầu ăn cho nó ngấm gà. Cho gừng vào để ướp cùng gà, ướp khoảng 30 phút nhé. Đối với phần lấm này nhé, bạn cắt làm đôi cho mình. Bỏ cái chân lấm đi. Dùng ít lấm này cho nó thơm thôi. Cà rốt cũng vậy, cho nó đẹp mắt của nó. Có thêm ít rau xanh. Bây giờ băm tỏi vào đây. Bây giờ mình sẽ cho gia vị vào, mình ướp nhé. Bây giờ mình ướp nhé. Các bạn cho mình một chút muối này, khoảng nửa thìa cà phê thôi, không cho nhiều nhé. Tí nữa nồi canh mình sẽ lêm lại và thêm ít nước mắm nữa, nhưng không cho nhiều. Một thìa cà phê hạt lêm.
và một thìa cà phê dầu ăn cho nhanh ngấm. Đảo đều lên và ướp từ 20 đến 30 phút. Trong khi chờ đợi cái nước gà linh, xương gà linh nóng ngọt thì chúng ta ướp gà nha. Ướp xong thì mình sẽ chuẩn bị một cái chảo để mình xào tỏi, phi tỏi, nấm hương. Các bạn để lên đây thì mình xào cùng luôn cho tiện. Rồi bây giờ mình sẽ đợi nhé, 20 phút sau mình quay lại. Khi gà đã ướp được 20 phút rồi nhé, bây giờ mình sẽ đi phi thơm tỏi để mình xào gà cho săn. Các bạn chỉ cần cho mình một chút xíu dầu ăn, không cho nhiều nhé, khoảng một thìa cà phê đó, để phi thơm phần tỏi đấy, không cho nhiều. Còn các bạn nào mà không muốn nấu thành canh ấy, thì các bạn có thể xào rau củ quả như này và xào kỹ một chút thì chúng ta ăn luôn như thế này nhé. Còn muốn nấu thành canh gà thì mình sẽ cho nước phần gà vào, phần xương gà vào. Rồi mình săn lại rồi đấy. Và giờ mình sẽ đun cái nồi nước xương gà lên cho nó sủi, đổ hành vào là được. Đây cái nước xương gà này các bạn, mình cũng không cần phải dùng nhiều nước quá nhé. Sủi lên như vậy các bạn cho luôn vào. Và tí nữa có bọt thì chúng ta sẽ hớt cái bọt đi nhé, để cho nước gà của chúng ta nó ngon hơn. Dùng gà ta thì càng ngon nhất, còn đây là gà công nghiệp. Công nghiệp thì nó nhiều thịt hơn nhưng mà nó sẽ mỡ hơn, nó không chắc được thịt như gà ta nhé. Khi nó sủi sùng sục như này nhé, thì các bạn đẩy cái phần mỡ, phần bọt sang một góc nhé. Các bạn nhẹ nhàng các bạn hớt phía bên trên như này đi. Sau mình đổ đi. Hớt khoảng vài lần là nó hết rồi nhé. Và đậy dung lại và các bạn nấu cho mình thêm 20 phút nữa, để cho gà nó ra nước ngọt và hòa quyện vào cái nước hầm xương này nhé. Rồi, giờ mình đậy vung lại và ninh thêm 20 phút nữa là được. Và cho thêm chút nước mắm và tắt bếp. Nào mà muốn cái hương vị của cái món này nó vẫn theo kiểu là hầm ấy, hầm của thuốc bắc ấy, thì cho ít ngải cứu và gói thuốc bắc, và ít táo đỏ hoặc có ít sâm nữa thì nó rất là bổ dưỡng ạ. Theo cái kiểu này, nấu theo kiểu thuốc bắc hầm ấy
để làm như vậy, còn không thì nấu canh gà bình thường thì giống như mình này, cho thêm 1/3 thìa cà phê thơm mắm, còn gia vị thì nó cũng tương đối được rồi, rất là ngọt và thơm. Cho sủi bùng lên nhé, rồi chúng ta tắt bếp ạ. Cắt cho mình thêm vài cái lá gừng nữa vào nhé, cho nó thơm. Nó rất là đẹp luôn, rất là nhiều. Đây là chúng ta xong cái món canh gà nha các bạn nhé. Các bạn hãy làm món này cho gia đình chúng ta thưởng thức khi mà chúng ta có gà mà chúng ta không biết nấu cái gì, thì nấu một bát canh gà vừa ngon vừa mát vừa bổ dưỡng nhé. Giờ múc ra bát mà chúng ta xong. Một bát canh gà này, các bạn có thể ăn kèm với mì này, cơm này, bún này, phở này, cực kỳ hấp dẫn nhé. Rồi mình sẽ dừng cái clip này đây nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình.